Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Bây giờ mình sẽ rủ đại ca tượng vàng chính số 4 của mình đi đánh nhau nha các bạn. Đại ca đi thôi em, còn có mấy đệ tử nữa nè. Đó. Gì kỳ vậy? Đại ca vừa nghe đánh nhau đại ca bãi trò luôn rồi. Trời ơi, đại ca ơi, em nói giỡn thôi chứ đi theo em giúp em farm. Đại ca của mình cao 1000m nha các bạn và tượng vàng luôn mà bự hơn mình gấp nhiều lần đấy. Đại ca đi đánh nhau thôi đại ca. Đại ca ơi, cái gì à? Trời ơi, đánh mình luôn các bạn. À, đại ca dám đánh em à? Đánh đại ca luôn. Xúc luôn các bạn. Ây da, ôi trời. Thôi, rủ đại ca đi đánh nhau mà đại ca nhát quá. Thôi để em một mình em solo. Rồi bây giờ mình sẽ rủ bạn này solo nha. Mục đích mình rủ bạn này solo là vì mình muốn nâng cấp cây kiếm Saber của mình lên. Tại vì mình đã được 1.000.000 điểm bounty rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ thì lên nào. Đó, mình sẽ solo với các bạn hồi nãy nha. Đấy, rồi mình đã bật PVP lên rồi. Vô em ơi, vô em ơi. Đó nào. Rồi, à đánh mình kìa. Vô, vô. Trời ơi, mình đánh nó có hai cái mà nó nửa cây máu rồi. Thôi, thôi, thôi. Để cho nó thở một tí đi các bạn ơi, chứ đánh quá em nó chịu không có nổi. Rồi đâu rồi, rồi. Đây đây nó đây nè các bạn. À, chạy đâu em ơi, chạy đâu em ơi, chạy 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 đâu em ơi. Trời ơi, còn có xíu máu. Ôi rồi. Ừ. Sao đơn giản vậy ta? Solo em nè anh. Bạn này vẫn chưa phục mình. Thôi, bật PVP lên đánh nhau một lần nữa. Hình như là mình đánh một lần nữa mới được lên gọi là hả, nâng cấp cây kiếm gọi là Saber lên V2 các bạn. Ấy ấy à, mới vô đánh đầu thế nhờ. Gần nửa cây máu luôn. Đây rồi em ơi, chạy đâu? Chạy đâu? Chà chà. Ui nó có hàng gì quan sát, hàng gì nó né được các bạn. Rồi ghê đấy, lần này nó đánh ghê hơn lần nãy hồi nãy các bạn ơi. Rồi đâu rồi, nó xài cái trái gì ta, hình như là trái khói thì phải. Này thì đây mình sẽ sử dụng được thiệt chiêu bạn. Trời ơi đấm có hai cái gần nửa cây máu. Chà chà, đừng có chạy mới, đừng có chạy mời. 3/3, yeah. Rồi ủa sao cái kiếm Saber của mình vẫn như cũ mà mình có thấy nâng cấp gì đâu. Mình biết rồi các bạn ơi. Bây giờ các bạn nhìn nè, mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu của kiếm Saber. Đó các bạn thấy không, lần này nó sẽ bay ra một cái tia giống như là những thanh kiếm trộn vô nhau các bạn ơi. Và đây là cái tuyệt chiêu đó. Mình nghe nói là tuyệt chiêu này là phóng ra nguyên một cái đầu rồng luôn các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ bật BBB lên, mình đánh nhau thử một lần nữa. Test cái kiếm còn mạnh hay là không các bạn ơi. Woo. Rồi đứa nào đánh với anh đây. Bây giờ mình sẽ bật tuyệt chiêu lên xem nhau. Quê quê quê. Ủa sao đánh không bị gì ta. Ấy da, đau nha. Đau quá. Quê. Đánh nhau thôi nào. Ủa sao mình đánh, từ 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 khoan. Ui tụi nó đánh mình quá trời luôn mày. Mà sao mình đánh nó không mất máu nha. Ui ai đánh mất máu. Ôi. Đi săn vua biển không anh. Trời ơi rủ nè. Ok đi thôi nào. Wow đúng rồi các bạn ơi. Mấy lần trước mình đi gọi là Ride for Net á, mình bị mấy con vua biển nó đánh khá là cay. Lần này là mình sẽ đi săn tụi nó luôn các bạn. Để xem coi là, ôi mà khoan, săn vua biển có gì không ta. Thôi bây giờ mình cứ đi đi. Bạn nào biết vua biển có gì á thì bình luận bên dưới để chỉ mình nha. Rồi bây giờ let's go. Ơ nhưng mà săn vua biển chạy bộ trên biển luôn hả ta? Hay là đi thuyền? Chắc là mấy này rủ mình đi thuyền thôi bạn ơi, chứ chạy bộ trên biển sao chạy nổi. Đây đây có thuyền nè, có bến thuyền nè. Lên thuyền lên thuyền đó bạn ơi. Đứa nào lấy thuyền không? Ngon lành. Đây là cái thuyền của gọi là hình như là băng mũ rơm các bạn ơi. À rồi bây giờ mình sẽ lên đây để mình ngồi đó bắn là chiếu chiếu. Khi mình gặp con vua biển mình sẽ sử dụng cái đại bác này mình bắn nó các bạn. Không biết là có nhầm nhòi gì nó không nữa, nhưng mà thôi vậy cũng được các bạn ơi. Không thấy con vua biển nữa hết vậy ta. Để mình bắn vài cái mình ghẹo nó lên các bạn ơi. Bây giờ mình mới biết là mình có thể bắn cái này để mình vũ lên. Ôi nó xuất hiện rồi, trời ơi lên. Đấy sợ gì nó các bạn, đấm nó thôi. Vô cha 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 cha. Ủa sao không bị gì vậy. Cha cha cha. Ủa mình đấm nó không bị gì luôn các bạn. Chẳng lẽ nào mình yếu đến như vậy ta. Không thể nào. Hay là do con vua biển quá mạnh nên mình đánh nó không xi nhê. Mình đấm nó không bị làm sao kìa. Các bạn thấy không, không tính đam. À sử dụng tuyệt chiêu mới tính đam. Trời ơi tưởng cái gì, đánh nó đi em. Đánh đi mấy kem ơi. Vô trời vừa mới đi ra săn vua biển gặp vua biển luôn các bạn ơi. Chắc là nó nghe mình nói cho nên là nó biết các bạn. Rồi vô đây. Chà chà. Quá trời đứa thiệt chiêu luôn. Này thiệt chiêu của anh nè. Quay chưa, ghê chưa. Ôi trời ơi, nó bắn mình cũng khá là đau các bạn ơi. Quay, cẩn thận vua biển mấy đứa ơi. Né nó ra. Rồi, này, này. À, mình đấm không được. Đấm hoài nãy giờ thử rồi, không được các bạn. Thiệt chiêu. Yeah. Trời ơi, thiệt chiêu mình hồi lâu quá. Yeah. Nó ngụm chưa. Sao nó trâu dữ vậy nè. Hồi nào trâu dữ vậy vua biển ơi. Ây, trời, bình tĩnh. Ai trời ơi mình đánh vậy mà nó không xin nhê sao ta. Ô nó ngụm rồi. Trời ơi sao chịu nổi, cú đấm của anh Slenderman đồ gì đây. Ui mình được cái nón của ai ta. Trời ơi bạn thân luôn. À gì, anh em với Luffy, anh em kết nghĩa bạn, quên mất tiêu rồi. Thanh niên sử dụng cái tay rồng á bạn, nắm rồng á.
Trời ơi, lâu quá không coi Luffy, quên rồi các bạn à. Nhưng mà cái nón này được quá ngầu. Chà chà, đội nón vô 100% đẹp trai. Bình thường đây trai sẵn rồi, bây giờ đội nón vô đẹp trai hơn. Rồi đi sẵn tiếp em ơi. Let's go. Hoài lên ơi. Lên nào lên nào. Hãy hôm nay mình sẽ đi săn vua biển các bạn ơi. Thấy vua biển có đồ là thấy thích rồi đó. À, lại thêm một con vua biển tới đây để nạp mạng cho mình. Lên thôi mấy đứa ơi. Woo! Để xem coi con vua biển này chịu nổi cú đấm của mình hay không. Dạ, yeah, dạ, yeah, nhìn đây. Dạ, yeah, ghê chưa. Wow, nói chung á là vua biển này săn á, những bạn nào mà cực mạnh luôn mới săn một mình được, còn những bạn nào mà yếu yếu như mình á thì nên gọi là có anh em đồng đội đi theo để săn phụ nha các bạn. Đó, đánh nhau với vua biển thì cũng khá là vui đấy các bạn. Ủa giời, ở đâu rồi? À, ở đó trốn rồi. Thấy nó ngủm rồi. Ui, nó trốn các bạn ơi, thì ra là nó trốn dưới biển. Trốn nè, phật ngàn căn đây. Mình không có năng cháy ác quỷ cho nên là thiệt chiêu của mình nó yếu các bạn ơi. Chủ yếu là nhìn cho đẹp thôi. Đấy, cố lên, đấm đó. Đúng rồi, trời ơi, mình có thiệt chiêu 4000 mấy đam các bạn thấy không. Quá ghê gớm. Đánh xong con si này mình lấy Dragon Law nha anh. Ồ là sao? Dragon Law là cái tay Dragon á. Ui, có khi nào nó thấy mình đội cái nón của thanh niên hình như là Sabo đúng không? Cho nên là nó kêu mình đi lấy tay rồng luôn các bạn, để giống như Sabo luôn. Quá ghê, gọi được rồi. Ai bây giờ tượng bạn đánh nhau với gọi là vua biển các bạn ơi. À, Sea King à. Ui giời, trốn nữa à. Chui lên đây, anh đợi sẵn từ chiều. Rồi, nó lên rồi các bạn ơi. Yeah! Nó sắp ngủm rồi, nó còn 30000 máu thôi. Cố lên mà mấy đứa. Nhìn thì kêu của anh đây, ghê chưa. Tiếc là mình không đấm được, chứ mình đấm được là nó ngủm từ nãy giờ rồi các bạn ơi. Yeah! Woo, tiếp tục. Vô nào, vô nào. À, 7000 máu. Tiệt chiêu nữa là xong luôn rồi các bạn ơi. Dạ 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 dạ. Tiệt chiêu cái nữa. Yeah! Hạ gục được nó rồi, có gì nữa. Ôi, mình được cái nón của chúp. Con nai trong thuyền, thú cưng của thuyền Luffy. Lúc nào con đó cũng bị gọi là thú cưng các bạn, tội nghiệp. Nhưng mà nó là gọi là gì ta? Bác sĩ của thuyền đó, đừng đùa. Thanh niên này đang dẫn mình đi các bạn ơi, để mình đi theo coi. Quay 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 quay. Có nhiều bạn nói với mình á là anh nên gọi là lấy tộc thỏ để anh chạy nhanh hơn, nhưng mà mình chưa biết cách lấy. Bây giờ là mình đang đi theo mấy này để lấy cái tay vuốt rồng gì đó các bạn ơi. Đâu đâu trên này à. Ồ. Sabi. Hàng phật cây các bạn ơi. Rồi. Rồi nói chuyện với thanh niên này coi. À, bạn có muốn lấy hơi thở rồng hay không? 1500F. Ui. Đứa ở kia. Ủa. Thấy gì đâu? Ui, thanh niên, trái này, thôi, mình không lấy trái này đâu, trái này trái tình yêu. Trái tình yêu. Nhưng mà các bạn ơi, sao tay mình bình thường vậy, đâu có gì đâu. Bây giờ mình sẽ rủ tụi nó đi săn boss các bạn ơi, để kéo level lên, để xem coi là thiệt chiêu của cái tay này như thế nào các bạn. Boss đây rồi, ha ha ha. Rồi, vô, đấm nó phụ anh mấy đứa ơi. Anh mới sử dụng thiệt chiêu này thôi, cho nên là tất nhiên là mình không thể nào mà mình mạnh được các bạn. Cần phải sự trợ giúp của tụi nó. Ê, nói vậy chứ mình cũng đánh được hai mấy ngàn đam luôn các bạn ơi, đánh ghê. Ôi, lại là con vua biển. Ở đâu ra vậy? Trời ơi, nó đâu xuất hiện ở đây vậy? Trời ơi, hiện tình luôn bạn. Nó đi theo, nó gọi là, nó muốn gọi là hạ gục mình. Hồi nãy gì mình hạ gục đồng đội của nó, cho nên nó cay cú mình hay sao á. Ai, đừng. Cái con si biển này, vua biển, đấm nó. Ui, đấm con vua biển đi mấy em. Đúng rồi, qua kia đấm đi, để boss cho anh. Ây da, boss mình đánh mình hơn nửa cây máu rồi. Đau quá các bạn ơi. Ai, ai. Boss mạnh thật sự các bạn ơi. Wow. Ôi, tụi nó đánh được rồi. Nhưng mà không sao, mình đã lên được level rồi các bạn ơi. Yeah, bao nhiêu level đây, bao nhiêu đây. Lên quá trời luôn các bạn. Woo, bao nhiêu vậy? Ui, 80 mấy, 93. À, nhưng mà vẫn không thay đổi gì. À, mình để ý nha, khi mình đánh là sẽ lên màu đỏ các bạn ơi. À, nhưng mà lúc đầu mình xài tay điện cũng khá là mạnh các bạn ơi. Đợi mình tí nha các bạn, để mình đi random trái ác quỷ cái đã. Hồi nãy mới vô mình quên, tại vì lần nào vô game mình cũng phải random trái ác quỷ trước đó, rồi sau đó mình mới đi gọi là làm nhiệm vụ. Rồi, để rồi, random nào. Nhiêu tiền đây? 182.000 à. Go go. Trời, lại trái tình yêu nữa. Trái này màu hồng hợp với mình, nhưng mà tự nhiên trái tình yêu làm gì? Dục đi. Thôi bỏ vô rương thôi. À, mình có trái này rồi, quên. Trời ơi, vô có đứa nào có trái tình, cần trái tình yêu không? Cho nè. Mấy đứa ơi, có đứa nào cần trái tình yêu không? Cho nè. Mình đang chuẩn bị đi săn Guju biển thì gặp gọi bạn này, bạn kêu là random ra trái dragon, trái rồng các bạn. Để mình xem con nó đâu rồi. Em đâu rồi? Em ơi, nó đâu có tay để mình bật qua kia ra ôm haki quan sát lên xem như thế nào bạn ơi. Em đâu rồi? Em ơi. À, thanh niên này à. Em ở cà phê. Ơ, nhưng mà có khi nào nó cho mình không?
Nhiều khi á, đây mình kêu nó ném cái nào, đúng rồi kêu nó ném ra các bạn, ném cho anh coi có phải hàng riêu không hay là hàng phật ké. Nhiều khi nó nằm trong rương nó sẵn rồi, anh có rồi mà, trời anh có lấy của em đâu, anh chỉ kêu em ném ra để cho gọi là chắc chắn em là người đã random ra được đó. Ném ra anh mới tin, nó sợ mình lấy của nó các bạn. Nhưng mà không biết nó có trái đồng hiểu không ta, hay là nó random, hay là nó lấy trong của nó. Thanh niên kia kêu mình tham lam, mình có lấy đâu, trời ơi, mình chỉ muốn thử thanh niên này xem như thế nào thôi. Bây giờ anh hỏi em nè, là em random ra hay là em có sẵn, nói thiệt đi. Đó, ném ra được thì là random, đúng rồi, ném được random thôi. Ra đây em rớp, ghê, rồi ra đây rớp cho anh nào. Ra đây, rồi rớp đi em. Rồi quăng đi. Sợ mấy bạn kia lấy, kêu mấy ông kia ra, sợ người ta lấy các bạn. Ném đi, ai lấy của em đâu. Ô, được thiệt nè các bạn ơi. Ghê, thanh niên Shiba hồi nãy đánh nhau với mình vậy mà hên thiệt các bạn ơi. Wow, ra được trái dragon luôn mới ghê chứ. Chúc mừng em, thôi anh xin nha. Anh niên, cho anh lấy luôn. Ớ kìa, ui, có gì đâu, anh giỡn thôi. Trả em nè, lấy đâu mà lấy, anh có rồi lấy cũng đâu có được đâu. À, trả em nha, chúc mừng em nha. Wow, quá xịn luôn thanh niên này nha các bạn. Nay hên thì các bạn ơi, đã đi săn si có đồ, còn gặp Queen nó cho mình thêm trái Phoenix nữa các bạn. Mình lấy trái này là tại vì mình rất thích con Phượng Hoàng, cho nên là mình sẽ gọi là lấy trái này nha các bạn. Chứ thực ra mình đã ăn trái này rồi. Ơi, rớt. Yeah. Wow, trái này á, nó có một cái animation rất đẹp nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn, quá là thích. Thôi cảm ơn em đã cool đó, mình giữ vô đây để mình làm một cái bộ sưu tập thôi, chứ thực ra thì mình cũng gọi là hạ cũng không cần cái trái phone nít này đâu. Phone nít mình có rồi đây các bạn, không, đây là bộ sưu tập mà cool nó cho mình nè. Rồi mình còn random được mấy trái này cũng khá là xịn các bạn. À, trái động đất lần trước mình random được các bạn nhớ không? À, đây là những bộ sưu tập trái của mình. Mình sẽ sưu tập những cái trái nào mình chưa có thôi, còn có rồi thì mình sẽ cho hết các bạn. Đang đi săn vua biển, vô tình làm hải quân người cái này. Người mình nhớ mình là hải tặc mà, bây giờ tụi kia là hải tặc, nó tưởng mình là hải quân, nó tới nó tìm mình các bạn à. Ê, bình tĩnh, ui, bắn nhau rồi các bạn. Bình tĩnh, đừng nha, mình là hải tặc nha, chúng ta là những người đồng đội mà. Đấy các bạn thấy không, đi săn vua biển đâu có đơn giản đâu, sẽ có những người dành với mình. Đó, chúng ta không thể nào mà dễ dàng vậy được. Rồi, tay lấy lụa. Vô, gần lại để anh bắn canon cho nó chính xác nào. Quay cái đầu, trời ơi, mình ngồi bên này mà nó quay cái đầu hướng bên này. Rồi, chuẩn bị nè, hút nó. Ôi, chim tuyền, cu. Ăn trái quỷ không có gọi là bơi được, cu. Rồi, xong, no. Sông thần các bạn ơi, no. Thuyền của mình, sông thần phật ke, không sao hết các bạn. Thuyền của mình vẫn còn cứng lắm các bạn à. Đang săn du biển gặp sông thần ghê thật sự các bạn. Rồi, let's go, đi thôi mấy đứa. Cẩn thận sông thần bây giờ. Wow, ghê quá. Ôi, bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi săn các bạn ơi. Mừng quá. Sóng thần đi qua rồi nhưng mà thuyền của mình không sao hết á. Chắc là do những bạn này có trái quỷ bảo vệ lại nè các bạn, ngăn cản lại các bạn. Rồi đi thôi nào. Let's go. Go. Bây giờ mấy đứa kia đi thanh, nhanh lên thuyền lẹ. Ủa cái gì? Ui. Xì các bạn ơi, vô biển. Sóng thần. Sông thần tới, cứu. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời, đi săn vua biển mà gặp vua biển, gặp sóng thần nữa. Ui, trời ơi, đánh ghê quá, không sao, mình có mấy bạn này bảo kê rồi các bạn ơi. Yeah, đi từ sáng tới tối giờ mới gặp được con vua biển các bạn ơi. Nói thiệt với các bạn luôn á, là hả, đi săn vua biển cực khổ quá. Nào là sóng thần, rồi gặp vua biển, rồi gặp hải quân nữa. Đánh nhau y xèo để anh. Các em, để anh lên nào mấy em ơi. Yes, go. Yeah. Này thì đẩy, nhìn tiền kêu của anh ghê gớm chưa. Sóng thần tới nữa. Trời ơi, no. Sóng thần tới rồi các bạn ơi, cố lên. Mình sẽ gọi là hốt con vua biển này cái đã. Sóng thần kệ nó. Này thì, come on, còn nửa cái máu à. Đây, nhìn đây, nổ này. Mình đang cố gắng sử dụng tiền kêu của gọi là Phật ngàn căn, nhưng mà hình như không có tác dụng với con này. Nó trâu quá các bạn ơi. Được rồi, vô. Yeah. Mình đã cày cái tiệt chiêu Dragon Law của mình lên gọi là 262 Master rồi các bạn ơi. Khá là nhanh ha, tại vì mình đi săn boss các bạn. Ui rồi ơi, ui rồi ơi, ui, come on. Mình phải sử dụng hết tiệt chiêu mình có để đánh con vua biển này. Quyết tâm là phải giành cho được. Ui, nó ngẫm rồi. Ôi mà mình không ăn được, mình yếu quá. Trời ơi, thiệt là buồn luôn các bạn à. Trời ơi, được gì không các em? Trời ơi, cay quá các bạn ơi. Mình yếu quá, mình không được gì. No, sống tăng nữa kìa. Chốt.
Rồi thôi mà cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu thấy đừng quên lên cho mình một like, đừng quên share, cảm ơn các bạn kênh. Nếu bạn là fan chính muốn hộ mình nha, hôm nay là một buổi đi săn vua biển bắt đầy bắt ổn, cho nên là thôi mình không đi săn nữa, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.